nói đầu tiên tiệm máy Hoàng Văn xin mến chào cô chú anh chị nha. Nay ngày 14 tháng 7 em mới về hai con nẹp, một con nẹp 70 và một con nẹp 80 bé kim hết. Đó, dòng loại này Văn Ma. Rồi là giờ đang chuẩn bị là tắm rửa gửi gái cho anh em đó. Rồi là sau đó là test cho cô chú anh chị xem nha. Máy này thì nó là hàng nghĩa địa luôn, em mới về luôn. Máy còn nguyên xin hết nha cô chú anh chị. Đây. Quay xe lượt cho cô chú anh chị xem đi. Đó. Rồi sau đó thì gửi gái xong nữa, tí xíu nữa là test gửi gái cho nổ máy luôn. 70 bé kim. Máy này về mình xài bơm nước chạy xuồng hoặc là chạy dàn xới cũng được. Nhưng mà chạy oxy tôm rồi mà thấy mấy người mà ở Long An người ta mua chạy oxy tôm hay là Bến Tre rồi đó. Chạy bọc tôm rất là ngon, tiết kiệm dầu lắm. Đó, con 7 nó mới tinh rồi nè. Tiệm máy của em là nằm ở một tiệm thì nằm ở ngã ba Cầu Dược, đường là quốc lộ là 2 ngang cô chú anh chị. Tiệm máy nổ Hoàng Văn, địa chỉ là huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thì cô chú anh chị đi cái nhánh mà từ Sài từ Cao Lãnh mà đi lên lộ quốc lộ đường lộ 2N2 đi lên Tân An Sài Gòn á, thì em nằm cặp bên tay trái. Nó dàn xới em rất là nhiều nha. Đấy, cả mấy trăm cái cá loại luôn. Nhiều mình đóng luôn. Nó tắt đi không? Anh ơi, dàn chỉnh là tắt đi, tắt máy đi. Tắt nó đi. Dặn cái đầu vô. Ừ, đúng rồi. Cái đầu nó bắn thẳng quá là bay đi sơn. Gom nữa, dặn vô nữa. Được rồi. Em đã xong rồi. Mới tinh thôi ha. Đẹp quá trời đẹp. Bao nghĩa địa bao zin cho mấy anh em luôn. Rồi, tới con này. Con này là F80. Thank you.
cắm rửa kỳ hầm kỳ sình kỳ các kiểu luôn. Sau khi cô chú anh chị xem máy này á thì tiệm của em á trong trong nhà đây, đây quay cô chú anh chị xem đó, rất là nhiều máy nha, máy phun phân rồi cắt cỏ nè đó, tính thương các loại luôn đầy đủ, rất là nhiều máy. Đây nè, hôm nay dịch bệnh quá đi cho nên em không có mở cửa bán, tạm thời đóng cửa và coi nó tình hình dịch bệnh nó có tiến triển không, nó bớt không. Máy rất là nhiều, cô chú anh chị muốn mua gì thì cứ alo số điện thoại em nằm bên trái màn hình đó, em tư vấn và báo giá cho từng anh chị cô chú anh chị xem từng con máy nha. Này là dòng Honda Fitsu 181 đời cổ. Đây con em này nó rửa tới đâu rồi, trước cửa đây, đây em có bán máy xe luôn nha, dòng 3 máy 4 máy dàn xới mấy cái bộ đây. Rất là nhiều dàn xới luôn nha cô chú anh chị. Chị xem video của em thì xin nhớ là nhấn đăng ký giùm em để em hộ em ha. Rồi các cô chú chị ơi, hồi nãy giờ thì em tắm rửa cho nó xong rồi, bây giờ thì em sẽ quay test nổ hai con này cho các cô chú chị xem nha, rồi em sẽ quay chi tiết từng con luôn. Đó, giờ quay con nạp 80 đi, đặt kim có đề đó, coi em này chạy ra sao. Máy máy tinh xong nữa em quay chi tiết cho cô chú anh chị xem nha.
máy kim này á, nó nổ là tức nó. Thì thầm luôn. Tại vì đây, nè em quay cô chú chị xem nha. Đó, máy nước sơn còn rất là đẹp nha. Nó cái này nó hơi bị mớm một tí, không sao. Đó. Ồ, còn nước xanh luôn ta. Đi mà. Dầu cũng còn chắc. Im ngon lành cành đào mới tôm à. Này này ốc bán mặt ra mặt riết là này nó còn rất là mới nha cô chú anh chị. Thông số kỹ thuật đây nãy ra đi 7.0 bs 2500 dòng trên phút. Rồi điểm này là cô chú anh chị cần lưu ý nha, máy em bán này là bán cặn kẽ chia ly luôn, quay cho số series luôn nè, không nãy 3D7 thì cái máy này đó nó máy 7 là nó đóng số 7 đây ha. Còn nó bao di luôn, chưa mở chưa tháo gì hết, đụng con từ con bù lon. Ốc còn 7 màu luôn nè. Nó đều là có nhiều những chỗ bán á. Cô chú anh chị xem nè, cái dòng này ép này nó hay nhạy cảm á, là mình mua máy á, xem kỹ này nè. Số máy. Lốc đóng bao nhiêu, số 7 là máy 7. Nhiều chỗ á. Nó máy 7 nó lột tem ra. Cái dán này lên 8 hoặc là cái máy 8. Cái nó dán cái tem lên nó là tem chính, nó bán máy chính đó, hơi nhạy cảm tại vì máy 7 máy 8 rồi chứ thì tem nè đó, nó không có khác cái gì cả đó. Tại vì nó khác một cái là bít tông nó nhỏ hơn tí, kích thước xài đồ chung hết, dên cốt tất cả xài chung hết, nhưng mà cái 7 này á thì nó rẻ hơn cái máy 8 này á, cái tầm giá khoảng 1 triệu 2 triệu là bình thường. Này máy này sơ lưng đây có tổ luôn, mấy con này thì nó nằm dàn sới thì thường hay là dàn sới tụi em cắt xuống, con này cũng vậy luôn, con này thì 8 thì nó cũng nằm dàn sới luôn, có đề. Về dòng hai máy này là khỏi phải bàn cãi rồi, bao cô chú anh chị luôn. Rồi nãy giờ quay con 7 chi tiết là tới con 8, đây con 8 đây nó thông số kỹ thuật đây em bị 8 ngựa đây số 8 luôn. Đây cầm điện thoại hơi rung tay cô chú anh chị thông cảm nha, gạt tới giờ rồi hơi rung tay, bình thường 5 giờ là phải bơm máu vô, bây giờ có 3 giờ mấy 4 giờ nó rung rồi, rung lần rồi. Tại ít ăn dầu gà, nhỏ tại ăn dầu gà nhiều. Rồi, nước sơn này thì khỏi bàn cãi nha. Đó. Rất là mới luôn. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của tiệm máy Nổ Bằng Dân nha. Mà xin nhớ ủng hộ tiệm máy em là một chữ đăng ký để em có nhiều động lực để làm clip tiếp theo để cho cô chú anh chị xem. Một lần nữa em xin cảm ơn. Và clip đến đây em xin kết thúc anh em ơi. Thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại clip sau.